Những hình ảnh chụp ở Vatican hôm thứ tư, 24 tháng 5 cho thấy là những người tháp tùng Tổng thống Donald Trump vào diện kiến Đức Giáo Hoàng chỉ toàn là những người trung thành và có liên hệ thân thuộc với ông Trump hơn là những người có chức tước hoặc cấp bậc. Theo đài CNN, thì không thấy sự xuất hiện của ông Sin Spider, tùy viên báo chí tòa bạch ốc, mà chỉ có đệ nhất phu nhân, người đứng bên cạnh tổng thống. Bên phải bà là cô Ivanka, ái nữ lớn nhất của ông Trump và chồng là Jack Kushner. Hai cố vấn cao cấp của Tổng thống là Bộ trưởng Ngoại giao Rex Tillerson và Cố vấn An ninh Quốc gia SR r Master đứng bên cạnh Đức Giáo Hoàng. Ngoài ra cũng có những khuôn mặt ít quen thuộc nhưng khá quan trọng ở cánh tây tòa Bạch Ốc là các ông Hopkins, cố vấn truyền hình của Trump, Kay Schiller, cựu cận vệ của ông, và Dan Scavino, cố vấn truyền thông xã hội của Tổng thống. Tất cả đứng nghiêm trang khi Tổng thống Trump chúc mừng Đức Giáo Hoàng. Ông Spicer vào phút chót được cho biết là không có tên trong danh sách theo Đức Tổng thống vào gặp Đức Giáo Hoàng vì đã hết chỗ. Nhưng ông Schiller, phụ tá cố vấn Tổng thống, cấp thấp hơn ông Spicer thì lại có chân trong đoàn tùy tùng vì bình thường ít khi rời xa Tổng thống. Cô Ivanka và chồng, cả hai tuy theo do Thái giáo, nhưng vẫn được vào triều yến Đức Giáo Hoàng vì họ hiếm khi rời xa Tổng thống trong cuộc công du của ông ở Trung Đông và Âu Châu. Một giới chức của Tòa Bạch Ốc nói rằng, Tháp Tùng theo Tổng thống chỉ là một phái đoàn rất nhỏ vì Vatican khắc khe về số người được phép vào tham gia.